Vâng, thưa quý vị và các bạn, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho các bạn những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ vừa qua. Kính thưa quý vị, Phượng Hoàng Cổ Trấn với hơn 2.000 năm lịch sử nằm trên thượng nguồn đập Tam Hiệp là nơi mới nhất bị nhấn chìm trong mưa lũ đang tàn phá ở các tỉnh phía Nam, Tây Nam và Đông Trung Quốc. Từ tháng trước, tỉnh thành Trung Quốc đã có mưa lớn, trong đó nhiều thành phố nằm ở thượng nguồn và hạ nguồn đập Tam Hiệp chìm trong biển nước, đặt ra câu hỏi về năng lực và sự an toàn của công trình thủy điện lớn nhất trong thế giới. Cổ trấn Phượng Hoàng hình thành từ thời Xuân Thu Chiến Quốc 770 đến 478 trước Công Nguyên, nằm bên một nhánh sông Trường Giang chảy qua tỉnh Hồ Nam, đã bị ngập lụt nghiêm trọng những ngày gần đây. Theo Tài Quan News, những đoạn video được cư dân cổ trấn đăng trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lũ đục ngầu chảy xiết trên các con đường, người dân lội trong biển nước và ít nhất 20 người mắc kẹt tại một địa điểm theo một đoạn video. Tại những khu vực hiện đại hơn của thị trấn, phương tiện và người đi bộ chật vật di chuyển qua dòng nước. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, mưa sẽ tiếp diễn trong một vài ngày tới. Trong khi đó, các khu vực ở trung tâm ở Hồ Bắc, tỉnh Hồ Nam sẽ có mưa vừa đến mưa to. Cơ quan này cũng đã ban hành cảnh báo mưa lớn khắp Trung Quốc. Theo Liberty Times, toàn bộ lưu vực sông Trường Giang đang bị nhấn chìm bởi mưa lớn liên tục. Trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng bước vào mưa lũ, Tân Hoa xã cho hay, sau khi đập Tam Hiệp xả lũ ở mức 34.700 m3 trên giây, tình hình lũ lụt nhiều thành phố xuôi về hạ nguồn đã trở nên nghiêm trọng hơn. Đã có những lo lắng và tin đồn về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, công trình thủy điện khổng lồ nằm trên sông Trường Giang đoạn qua tỉnh Hồ Bắc. Nhiều người tin rằng hồ chứa công trình vốn đã vượt mức cảnh báo lũ 2 m sẽ không trụ nổi nếu mưa lớn tiếp diễn. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia trong nước nói rằng đập thủy điện cao 185 m vẫn nguyên vẹn và có đủ khả năng để dung nạp lượng nước đổ vào hồ chứa hiện tại. Theo truyền thông phương Tây, tính mạng của 400 triệu dân có thể bị đe dọa nếu đập Tam Hiệp xảy ra sự cố. Trung Quốc bác nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp giữa mưa lũ kỷ lục. Trung Quốc phủ nhận nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp giữa những lúc cảnh báo về mối đe dọa đối với các công trình thủy điện lớn nhất thế giới vì mưa lũ kỷ lục ở phía nam đất nước. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia trong nước nói rằng đập thủy điện khổng lồ vẫn nguyên vẹn và có khả năng để dung nạp lượng nước đổ về hồ chứa hiện tại. Sau khi lưu vực sông Trường Giang bước vào mùa lũ của năm nay, trên Google Time, Goshen, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Công trình thuộc Cục Động đất Trung Quốc, nói đập Tam Hiệp có khả năng chứa lượng nước nhiều hơn so với mức nước đang tiếp nhận. Hiện mức nước trong hồ chứa của công trình đã đạt 147 m, cao hơn 2 m so với cảnh báo lũ. Theo chuyên gia này, đập được thiết kế để chịu được mực nước nghìn năm có một là 175 m. Ông Vu nói, việc mực nước cao hơn 2 m so với cảnh báo lũ có nghĩa là cần phải xả lũ để cân bằng lượng nước vào ra, và đây là quy trình thông thường trong mùa mưa. Football Times cũng nói, tin đồn rằng đập Tam Hiệp là thảm họa treo lơ lửng từ lâu đã lan truyền trên mạng và ở cả trong hòa và ngoài nước. Trong khi mưa lớn tiếp tục chút xuống hơn 24 tỉnh thành Trung Quốc, một số nơi lượng mưa đạt kỷ lục 80 năm, vấn đề an toàn lại được đặt ra với đập Tam Hiệp, công trình thủy điện cao 185 m trên sông Trường Giang đoạn qua tỉnh Hồ Bắc. Tài Quan News dẫn lời chuyên gia thủy học Quang Quy Lô cảnh báo đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thay vì bình luận tính chính xác của hình ảnh về khúc cong con đập Tam Hiệp lan truyền trên mạng, ông nói rằng quan ngại nghiêm trọng hơn là những vết nứt và kết cấu bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Chuyên gia này cảnh báo một khi đập vỡ, hậu quả sẽ rất khôn lường đối với người dân sinh sống ở vùng hạ lưu Trường Giang và việc sơ tán nên diễn ra càng sớm càng tốt. Ông cũng chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc vì không thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng từ hồ chứa công trình. Theo truyền thông phương Tây, tính mạng của 400 triệu người có thể bị đe dọa nếu đập Tam Hiệp xảy ra sự cố. Đầu tuần này, thành phố Trùng Khánh ở phía Tây Nam đã ban hành báo động đỏ về lũ lụt đầu tiên kể từ năm 1940, cảnh báo về trận siêu lũ lịch sử. Ít nhất 40.000 người đã được sơ tán. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho hay, mực nước tại ít nhất 148 con sông đã vượt mức cảnh báo lũ. Hơn 7.300 ngôi nhà đã bị cuốn trôi, ảnh hưởng gần 8 triệu người. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 2,9 tỷ USD. Trung Quốc cảnh báo lũ mạnh từ đập Tam Hiệp. Giới chức Trung Quốc cảnh báo lũ mạnh sắp diễn ra ở các thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang trong bối cảnh nước này vẫn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Theo Nikkei Asian Review,
các thành phố miền Trung dọc theo sông Trường Giang của Trung Quốc, con sông lớn nhất châu Á, đã phải chịu cảnh ngập lụt trong tuần qua, với nhiều nơi vượt đỉnh lũ năm 1998. Trên khắp đất nước, 433 con sông tràn bờ và 141 người đã chết hoặc mất tích. Những cơn mưa lớn đã đổ xuống khu vực này từ tháng trước, với lượng mưa trung bình cao hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Thiệt hại kinh tế đợt lũ này được ước tính khoảng 88,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12 tỷ USD. Tại đập Tam Hiệp, công trình đa chức năng nhằm kiểm soát dòng chảy của sông Trường Giang, trong đó nhiệm vụ chống lũ, lưu lượng nước đổ về từ thượng nguồn dự kiến sẽ đạt tới 55.000 m3 trên giây vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang. Lưu lượng này cao hơn con số kỷ lục trước đó trong năm nay là 53.000 m3 trên giây được ghi nhận. Giới chức đã bắt đầu mở cửa xả hồ chứa Tam Hiệp để đón lũ và cho biết việc ngập lụt ở các thành phố tại hạ lưu là do sự yếu kém của hệ thống thoát nước chứ không phải do việc xả nước ở đập Tam Hiệp. Mặc dù hồ chứa Tam Hiệp ghi nhận mực nước cao kỷ lục trong năm nay, nhà chức trách vẫn chưa thông báo về việc xả lũ nhiều hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, người dân ở thành phố Vũ Hán và các tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang, những khu vực hạ lưu Trường Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mực nước sông trong năm nay, đã nhận được báo động đỏ về lũ mức cao nhất trên thang cảnh báo 4 cấp độ. Ít nhất 44 triệu người đã phải sơ tán để tránh lũ cho thời gian tới, phần do các biện pháp chống lũ kém hiệu quả do chính quyền địa phương dồn lực để ứng phó với dịch bệnh. Thiên tai diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận sự tăng trưởng trở lại trong quý 2 sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid. Chính phủ nước này cho biết đã chi 1,8 tỷ nhân dân tệ cho các biện pháp nhằm đối phó với lũ lụt. Từ đầu năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3,2%, cao hơn so với kỳ vọng sau khi sụt 8,8% vào quý 1. Chính phủ cho biết sự phục hồi kinh tế ổn định trong nửa đầu năm sẽ là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong nửa năm sau. Tuy nhiên, với việc mưa lũ được dự báo sẽ tiếp diễn trong những tuần tới, các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo về việc lũ lụt tràn lan sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục. Trung Quốc cảnh báo còn nhiều trận lũ mới trên sông Trường Giang chưa hết báo động. Trung Quốc cảnh báo mưa lớn trong 10 ngày tới ở nhiều địa phương, mực nước sông Trường Giang duy trì trên mức báo động, lũ lụt kéo dài đe dọa nỗ lực phục hồi kinh tế của nước này. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết dự báo mưa lớn tiếp diễn tại Tứ Xuyên và An Huy, miền Trung của Trung Quốc. Đợt mưa kéo dài trong vài ngày trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bắc, hướng đến khu vực thủ đô Bắc Kinh. Mưa lớn kéo dài khiến người dân lo ngại về sức chịu đựng của đập Tam Hiệp, siêu dự án thủy điện nằm trên dòng sông Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc. Các đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, Vũ Hán, một trong những thành phố nằm ở lưu vực sông Trường Giang, vẫn chìm trong nước lũ. Giới chức địa phương khẩn trương củng cố đê bao nhiều nơi, mực nước sông chảy qua thành phố đã lên tới 28,48m và đã vượt qua mức báo động là 28,50m theo Nikkei Asian Review. Theo thống kê của giới chức Trung Quốc, lượng mưa trung bình cả nước kể từ tháng 8 đến nay đã đạt 182,8mm, cao hơn cùng kỳ năm ngoái là 12%. Cơ quan chức năng cho biết lượng mưa ghi nhận tại châu thổ sông Trường Giang kể từ đầu mùa mưa vào tháng 8 đã đạt 800mm, cao hơn trận lũ nghiêm trọng năm 2018 là 580mm, con số đang tiến gần đến cột mốc 800mm. Lượng mưa ghi nhận trong trận Đại Hồng Thủy năm 1998, ngập lụt tại các địa phương gần Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây, đang ngày càng nghiêm trọng. Giới chức nước này cho biết khoảng 8,4 triệu người buộc phải sơ tán. Theo thông báo của chính phủ Trung Quốc, tổng cộng 38 triệu người trên cả nước đã phải di rời vì mưa lũ. Mưa tiếp tục di chuyển về hướng Bắc, đến khu vực Tân Khu Hùng An và Bảo Định nằm ở phía nam thủ đô Bắc Kinh. Hùng An là một trong những vùng phát triển kinh tế then chốt được chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh dưới thời chủ tịch Tập Cận Bình. Đây cũng là một nơi đặt sân bay quốc tế Đại Hưng, cửa ngõ giao thông lớn nhất của Bắc Kinh. Tân Hoa Xã cho biết các biện pháp ứng phó mưa lũ ở hai khu vực trên đang được thắt chặt. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.